Như vậy chúng ta sẽ thống nhất là làm theo kiểu như mà các bạn đang nhìn thấy ở đây nè. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ new một cái project mới Java với Java application và chọn next. Thì ở đây các bạn sẽ để mã số sinh viên của bạn. Ví dụ BS17301 gạch ngang. Quang Bình ha. Bạn sẽ để là Java 2. Java 2. Như vậy cái project của mình ở đây nó sẽ rất là dễ và nó không nhầm lẫn với bất kỳ ai cả. Mã số sinh viên, gạch ngang, họ lốt, tên. Bởi vì lớp mình có một số bạn là trùng tên, cho nên các bạn kèm họ lốt vô giúp thầy. Họ lốt tên. Nhớ ghi hoa để cho anh dễ nhìn. Rồi trừ Java 2. Ok. Finish. Được chưa? Rồi các bạn đã có được cái mã số sinh viên nè. Quang Bình thì Java 2. Đó là package của các bạn. Nó tự động nó chấm cho mình luôn. Mình dễ thấy, rất dễ thấy. Như vậy thì khi mà thầy mở bài lên thì thầy thấy à bài này của bạn nào biết liền. Cho nên lỡ sau này có copy cũng phải chú ý nhắc trước rồi. Nhắc trước rồi mà còn bị mà mã số sinh viên cái tên trong này nữa là chết rồi. Rồi ok. Rồi. Ở đây thì mình cứ để cái chung vậy đi. Rồi, new một cái package cho thầy. Chúng ta sẽ làm ở đây là lab 1. Và tất tần tật mọi thứ làm trong một project này thôi. Nộp bài, nộp một project thôi. Nộp có một cái một à. Được không? Nãy thầy quên là thầy lưu ở đâu rồi chứ. Quên mất cái đó. Lưu đâu à? Document. Lưu đây. Tí nữa copy cái này ra cái chỗ khác để cho nó khỏi bị mất nha. Nếu như mà mình lỡ mình quên nó lưu ở đâu thì lít chuột phải chọn property. Đây, đường dẫn để mình lưu nó đây. À, tí nữa mình copy cái này ra. Đường dẫn của nó đây. Đây mình lưu nè. Khi mà các bạn nộp bài đó, các bạn chỉ cần nén cái thư mục này lại nè. Lab 1 cũng nó, lab 2 cũng nó, lab 3 cũng nó. Cứ nộp lên lên cho thầy. Thầy chỉ cần mở ra thầy check trong đó nó có cái package gì là ok rồi. Được chưa? Sau này chấm bài không cần phải đợi em đi tìm lớp 1, em đi tìm lớp 2, đi tìm lớp 3, không có tìm gì hết. Mở một project lên là có đầy đủ tất cả mọi thứ bên trong. Đúng rồi. Thì tất nhiên lớp 1 thì em chỉ có một cái kịch thôi. Còn khi mà thầy mở lớp 2 ra thì nó sẽ có cái kịch 2. Không, chỉ cần cái Java 2 này thôi. Nó sẽ đơn giản cái việc quản lý code của các bạn. Chứ các bạn làm lung tung á. Đến khi các bạn nộp á. Hoặc đến khi chấm bài á. Các bạn sẽ thấy bị nhầm. Được không? Rồi, bài số sinh viên ha. Rồi, bây giờ sẽ làm bài đầu tiên mình nộp lên trước ha. Rồi nộp bài lớp 1. Trong lớp 1 các bạn sẽ nêu cho thầy một cái class theo yêu cầu của đề. Class tên gì? Yêu cầu của đề lớp tên gì? Product ha. Copy vô. Nếu làm biến, còn không thì gõ vô. Class này có tên là product. Xong. Trong product này chúng ta sẽ có là name, là dạng string. Kiểu gì ta? Trừ. À, kiểu string. Tên.
Rồi kiểu gì nữa? Giá double. Chữ double mà có chữ D hoa với lại chữ D thường có gì khác ta? Hả? Có gì khác? Bạn nào nói cho thầy có gì khác? Double này nè, mà chữ D hoa với chữ D thường. Ừ, một cái là nguyên thủy, một cái là lớp bao, gợi ý luôn. Như vậy lớp bao là gì mà nguyên thủy là gì, có gì khác? Có gì khác? Cái này bạn có thể xây dựng hoặc là bạn có thể insert code vào. Nhưng mà insert code thì insert code, nhưng mà thầy yêu cầu thì phải biết viết. Được chưa? Cho nên là lúc mà các bạn viết á, ok, em insert code nha thầy, ok. Nhưng mà khi thầy cần em viết tay thì em vẫn có thể viết được. Chứ không phải là nói insert code cái là thôi, không cần nhớ, không phải. Đó, bạn có thể insert code ở đây. Insert code cho thầy cả get set luôn. Rồi, như vậy là xong được cái bài đầu tiên rồi đó. Còn gì nữa không? Get start. Đây, cái phần này chưa có nè. Phần này mình phải viết nè. Start là bằng gì? Bằng giá 10%. Mình phải viết cái phần này. Get start. Như vậy chỗ này mình sẽ viết thêm public. À, có kiểu trả về không ta? Mình nhìn đây mình thấy có kiểu trả về không? Hello. Hello, hello. Có kiểu trả về không? Có kiểu gì? À, kiểu double trả về ha. Và start thì bằng gì? Return this chấm price nhân 0.1 tức là 10%. Được không? Ok. Như vậy là mình đã xong bài 1 chưa? Xong bài 1 chưa các bạn? Còn gì nữa? Bài 1 xong rồi. Hết rồi. Viết sách thầy viết xong rồi. Hả? Được không? Như vậy là chúng ta đã xong bài 1. Nộp bài được rồi, được 2 điểm rồi. Còn hơn 0 điểm. Nếu như mà mình chỉ làm được đến đây là nộp ngay bây giờ luôn là được 2 điểm rồi đó. Được không? Còn hơn là 0 điểm. Như vậy deadline của mình không còn là vấn đề nữa. Hết sợ deadline rồi. Đến giờ này thầy chỉ bí quyết là hết sợ deadline rồi. Bài 2. Tạo ra 5 sản phẩm được nhập từ bàn phím. Như vậy cái nhập này tùy. Bạn sẽ tạo một cái class là lắp bài 2. Lắp 1 rồi, bài 2. Ok. Trong lắp 1 này, bạn có thể nêu giúp cho thầy một cái class là bài 2. Bài 2 này mình sẽ làm cái gì? Mình nhập vô 5 sản phẩm. Nhưng mà nhập vô 5 sản phẩm thì mình nghĩ đến việc gì các bạn? Các bạn nghĩ đến việc à, phương thức nhập, nhưng mà nhập vô đâu? Rồi, ok, trong này là cho nhập hàm main luôn. Rồi, sao nữa? Lưu 5 sản phẩm đó vô đâu? 5 sản phẩm vô đâu? Khi mà mình nghĩ đến số nhiều, thì nghĩ đến gì? Thì bạn có thể viết thêm ở chỗ này.
Như vậy thì đến đây có bạn nào quên không ta? Raylip khai báo làm sao ta? Nhiều khi đến giờ này quên đó. À, dấu lớn dấu nhỏ. Product. À, kiểu dữ liệu ha. Rồi. Ghê thiệt, dòng luôn. Rồi, product. Là gì nữa? À, ví dụ như array list. Bằng new rồi. Ôi xin lỗi, à đúng rồi, hy vọng nó vô rồi, hết lỗi rồi. Bây giờ một là bạn sẽ viết cái hàm nhập. Cái bài số 2 thì các bạn có thể nộp bài được rồi. Được không nào? Bây giờ trong lúc chờ đợi các bạn viết xong bài 2, thầy sẽ làm một cái chỗ. Thầy mở lớp 1 ra để cho các bạn nộp bài trước. Và thầy thu bài. Và thầy thử một số cái chút vấn đề ha. Để có điểm đầu tiên trong buổi học đầu tiên cho các bạn. Rồi thầy dừng ở đây ha, các bạn viết tiếp.